Yo, what's up? Xin chào mọi người đến với Vũ đi chơi hè CGV Summer Hit. Và tôi là Dịch Thế Bảo. Hôm nay, Bảo sẽ ở đây hướng dẫn cho người 4 động tác của Vũ đi chơi hè. Và động tác đầu tiên, mình sẽ là động tác quạt gió. Mình sẽ bước chân trái trước. 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8. Lại nha. Mọi người chân trái trước nha. 1, tay trái nè. 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 2, đắc tay qua trái. 1, mở ra. 2, đẩy lên. 3, 4, bước qua trái. 5, 6, 7, 8. Lại nha, động tác thứ 2. Bên trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, nối động tác thứ nhất và động tác thứ 2. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, động tác thứ 3, mọi người bước chân trái qua, tay phải để bên trái để lấy một cái gì đó ở đây. Lấy cái đồ móc máy lạnh đó. 1, 2, mở lên. 3, 4, lặp lại bên tay ngược lại. 5, 6, 7, 8. Lại nha. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và động tác cuối cùng, mình sẽ lặp lại động tác này và xoay ở cái kết. Người theo dứt nha. 5, 6, 7, chậm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, bây giờ mình sẽ nối hai động tác 3 và 4. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, bây giờ mình nhảy lại toàn bộ nha. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vô, và đó là vũ điệu chầu hè của Dứt Thế Bảo gồm 4 động tác. Nhưng mà mọi người nên nhớ nhé, vũ điệu chầu hè của mỗi người sẽ mỗi khác. Mình hãy freestyle, freedom, tự do làm cái gì mình muốn. Và bây giờ là thời gian nhảy với âm nhạc. Âm nhạc, nhảy cùng Bảo nha. 5, 6, 7, 8. Chip like CGV. Cảm ơn mọi người.